Hello và xin chào tất cả các bạn, hôm nay là kênh YouTube của mình là Chương Mai. Hôm nay mình sẽ đến với trò Piggy. Các bạn ơi, hôm bữa mình là một chú cảnh sát đi điều tra ở trong nhà của ba này nè. Ui mà mình mới vừa vào rồi bà ấy làm mình một gậy bất tỉnh luôn, nên bà ấy nhốt mình trong này. Bây giờ mình sẽ tìm cách thoát ra. Đó, cái này này. Ui bà ấy ở sau lưng mình kìa. Hết hồn. Vậy thôi. Giờ mình sẽ cầm xuống cầu thang để lấy cái chìa khóa. Mở cái hộp này ra này. Mình chờ bà ấy ra nữa quá. Đập. Bà trong này nè. Không có. Giờ mình sẽ đập một cái trong này nữa. Là mình là chỗ kia. Bị mất cái là gì? Nếu mà lúc mà em này mình không đập lại trong chỗ này có mấy tí là gì này, mình sẽ đi không được. Giờ mình sẽ dọc cái chìa khóa này xuống dưới đất. Sao đây không được thế này? Ê da, gì vậy? Cái búa cao su mà đập như thiệt. Chụp luôn. Bây giờ mình chỉ cần đi lấy mấy cái bánh lanh à, để mình sẽ tìm kiếm được 3 cái để mình giải thoát được game này. Này, mình lấy được cái thứ nhất rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra server mình vứt à. Vứt đây. Ui bà ấy ra kìa. Sợ thế. Chuông thôi. Chỗ này cũng có một cái bánh lanh này. Đã tìm được 2 cái rồi. Thì mình chỉ cần lấy một cái nữa thôi là đủ. À đúng rồi. Còn một cái nó nằm ở dưới lầu. Vứt chìa khóa này đi. Mất cửa. Yeah, đã tìm được rồi. Ui. Đã thấy mình rồi. Đã tìm được 3 cây, giờ mình chỉ cần ui đúng không? Đi vào cho mau để tôi còn đi. Cái này có một cái chìa khóa này. Ui, vấp ngã rồi. Bỏ ra ngoài kìa. Chạy té cái nhanh chứ không là bị bắt đấy. Cô tờ ba có ra không? Đóng cửa lại. Ui, xem mà bà ấy không thế. Vậy thôi. Phải vô rồi kìa. Để mình dụ bà lên lầu được à. À đúng rồi. Chạy xuống đây. Mình chỉ cần lắp ba con này vào là có thể lấy được cái chìa khóa của cửa chính. Rồi, có chìa khóa. Ui, sao bà ấy đi nhanh thế. Chưa mở được à, mở được nhưng mà phải con mã. Rồi mình sẽ xuống này lấy cái mã. Đi. Mình đã làm hết tất cả cấm đất mà không cho mình ra nè các bạn ơi. Buồn thật sự. Thôi để từ từ ra. Để mình sẽ cho anh bà ấy tí đã. Ui, chạy khác nào còn heo luôn các bạn ơi. Đi không cần bước chân luôn. Ui. Ê. Mình sẽ quay lên là lầu 3 rồi tiếp. Chuông rồi. Ui 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 ui. Đi rồi. Ui, đi nhanh thế. Cái giấm này không có nước đâu. Không thèm giấy luôn. Ui đi luôn rồi. Đi đâu vậy? Quay lại, quay lại. Chết chết. Không thèm giấy rồi luôn các bạn ơi. Ui. Thôi bây giờ mình sẽ chuồn ra khỏi nhà chứ không cho anh bại tí nữa, ta bại cho thêm thử thách đấy, khỏi ra luôn. Mình biết chắc là bãi đang đó rồi, quay vào. Giờ mình sẽ lên lại và bay xuống. Bye bye nha con heo mập. Yeah, hôm nay mình đã thoát khỏi cái nhà của ba này rồi. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên cho mình một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn.